soi kèo bóng đá hôm nay giữa Getafe với Real Sociedad diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 30 tháng 6 tại sân Coliseum Alfonso Pérez, La Liga 2019-2020. Lại một lần nữa kể từ khi giải đấu trở lại sau đại dịch Covid-19, người hâm mộ của Getafe lại một lần nữa nhận lấy sự thất vọng khi ở vòng đấu vừa qua Getafe đã để cho đội bóng yêu thích như Valladolid cầm hòa với tỷ số 1-1 trong lần đến làm khách trước đối thủ. Một trận đấu không phải do đội chủ nhà đã chơi quá tốt, mà do dính các học trò của huấn luyện viên Bordalas đã chơi rất mờ nhạt. Cụ thể trong cả trận đấu kể trên, các chân sút của họ đã có đến 15 lần tung ra những pha dứt điểm, nhưng trong đó chỉ có đúng duy nhất một lần bóng tìm đến mục tiêu mà thôi. Với trận hòa này và cùng với việc phải thi đấu muộn ở vòng 32, thì Getafe đã rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng La Liga với 49 điểm, hiện chỉ đang hơn nhóm không được tham dự sân chơi châu lục, mùa sau bằng điểm một trận thắng. Đến với trận đấu cuối cùng ở vòng 32, Getafe sẽ quay về thi đấu trên sân nhà, và đối thủ lần này của họ sẽ là cái tên Real Sociedad. Trải qua 5 trận đấu gần đây, tuy đội bóng của huấn luyện viên Bordalas không biết mùi chiến thắng là gì, nhưng ít ra họ cũng không để thua quá nhiều, khi có đến 4 trận hòa và chỉ mới để thua duy nhất một trận. Với phong độ vẫn đang ở mức tạm ổn như hiện nay, và cùng với đó là điểm tựa vững chắc đến từ sân nhà, thì chỉ cần Getafe thi đấu tập trung và không để mắc sai lầm, thì một chiến thắng sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Đừng quên trong 5 lần gặp nhau trước đó với đại diện từ San Sebastian, thì Getafe chỉ mới để thua vỏn vẹn một trận, còn lại có đến 4 chiến thắng. Phía bên kia chiến tuyến, nếu như đã nói kết quả của Getafe ở vòng đấu vừa qua đã tệ, thì nhắc đến kết quả của Real Sociedad còn tệ hơn rất nhiều. Cụ thể, trong lần đón tiếp một đội bóng chỉ đang lặn hụt trong nhóm cầm đèn đỏ lúc bấy giờ như Celta Vigo đến làm khách ngay trên chính sân nhà của mình, nhưng thầy trò huấn luyện viên Anguacil đã phải nhận lấy thất bại với tỷ số 0-1. Một trận thua rất oan nghiệt đối với họ khi bàn thua duy nhất mà đội bóng xứ San Sebastian phải nhận lấy đến từ chấm penalty sau pha kéo người trong vòng cấm của hậu vệ Llorente, người đã nhận lấy đến 3 chiếc thẻ vàng liên tiếp sau 3 vòng đấu. Với trận thua này thì Real Sociedad vẫn đang đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng La Liga với 47 điểm, hiện đang kém nhóm được chơi tại Champions League mùa sau đang là 7 điểm, nhưng thi đấu muộn hơn một trận. Trở lại với chuyến hành quân lần này, hành trang mà đoàn quân của huấn luyện viên Anguacil mang theo bên mình chẳng khá hơn đội bóng chủ nhà ở trận này là bao, nếu không muốn nói là tệ hơn rất nhiều. Cụ thể đã 4 vòng đấu vừa qua, thì Real Sociedad vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì, khi chỉ có đúng vỏn vẹn một trận hòa và còn lại để thua đến 3 trận. Dẫu cho thành tích mà họ gặt hái được trên đất khách gần đây là khá đáng kể, nhưng với việc ngay cả được chơi trên sân nhà, mà thầy trò huấn luyện viên Anguacil còn không có được chiến thắng, thì giới mộ điệu làm sao có thể đặt niềm tin vào họ. Đó là chưa kể đến trong 7 lần gần nhất khi đến làm khách trước Getafe, thì Real Sociedad chỉ mới có đúng một chiến thắng ra về, còn lại 2 trận hòa và để thua đến 4 trận. Dự đoán kết quả Getafe với Real Sociedad. Dự đoán tỷ số 1-0. Chọn kèo châu Á, Getafe chấp đồng nửa. Chọn kèo tài xỉu, xỉu 2 trái, 2 trái rưỡi. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.